bắt đầu gặp một con quái thú đầu tiên rồi các bác ạ. Đây, con vát đây. Ui dồi ôi. Cái này là có công dụng làm gì hết bác? Cũng là bị đeo khớp này, nó để nó phù da đấy, nó sưng da thì nó cũng sưng khớp này. À. Bị đeo gối đấy, đấy cái gì đấy. À đây là chuối rừng đây đúng không bác gì? Vâng. Đúng rồi, tí chặt cái này về để cháu về chọc chặt phơi khô. Vâng. Chuối hồ rừng thì có hai loại các bác nhé, một loại thì loại to hơn. Các bác đây là loại 5 lá các bác nhé. Đây này, 5 lá. Cái này thì hiện tại là cháu cũng đang có cái khô ở nhà. Con chào các bác. Xin chào các bác. Cháu Hiển à, xin chào các bác. Xin mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Hiển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu với cả bác dì là đang chuẩn bị lên rừng các bác ạ. Ngày hôm nay thì cháu có đeo một cái túi đây các bác. Đây là túi nhà bác dì. Hôm nay thì cháu sẽ lên rừng, cháu có hai sản phẩm. Hôm nay là cháu sẽ lên rừng tìm hai sản phẩm. Thì tí nữa khi mà lên đến nơi rồi cháu sẽ bật mí cho công các bà xem. Hôm nay thì từ nhà ra thì cháu cũng không nghĩ là cháu sẽ cùng bác dì đi lên rừng đâu. Nhưng mà không có đi ủng, đi cái dép này ra bây giờ phải xách dép đi lên rừng rồi. Ở đây là nghe chừng bác dì có nói chuyện bảo là sẽ có con vắt rất là nhiều nên là cháu cũng khá là run chân. Hy vọng là sẽ không bị dính con vắt. Đấy, ở đây là có em gái của bác dì nữa. Hôm nay thì không biết là bác dì là dẫn chúng cháu đi lên rừng để lấy cái gì đây. Hôm nay cho cháu lên rừng để làm gì ấy bác? Vừa dù các cháu đi lấy, vừa đi xem thuốc các thứ. Đi chú hướng dẫn cho cháu. Vâng. Mấy cả đi làm gì nữa? Cả đi lấy cả cây nữa. Vác cây á? Vác cây làm, làm cái nhà để đồ các thứ. Thế là hôm thì nay nhờ các cháu giúp đỡ. Em gái của bác là đến đây để cùng bác là đi lên trên kia lấy cây đúng không? Thì nó thấy cây gì nên thuốc thì nó chỉ cho các cháu. Vâng. Cho cả mình đi vác cây về để làm cái nhà ở bên cạnh nhà bác để đồ đấy đúng không? Vâng vâng. Một chuyến này đi thì mình có vác được hết về không? Chắc không hết. Không hết à? Ừ. Thế bác xẻ đi à? Xẻ rồi. Vâng. Thế lấy cây ở rừng này họ có cấm không đấy? Không. Đây có là lâm bảo của mình nó không cấm. Ông là tí lại phải chặt vào cái cây rừng phòng hộ này bị phạt đấy. Vâng, cũng là cây lâm bảo của mình nó cũng xin rồi, xin lâm bảo bây giờ cũng phải xin. Đúng xin cấp xã. Thế là xin rồi đúng không? Vâng, xin rồi. Trước là được chặt hai cây. Bây giờ là túc tác đi bác nhỉ? Vâng. Đi cô ơi. Xuất phát nhá. Quyết rồi đi. Bác đồng hành với cháu này ở trong thực phẩm. Hôm nay hai bác cháu là giống nhau ở đây, cô bác gì là cũng đi chân đất thì cháu cũng đi chân đất vậy. Nhiều vắt lắm các bác ạ. Ở trên kia là có một chú cũng đi cùng để vác cây nữa. Đấy, chú ấy đi trước rồi. Quyết đi trước anh đi Quyết. Ui. Đi nhanh lên không à, tí mình bị lạc mình không biết đường ấy. Quyết không có ủng Quyết ơi. Ui. Ở nhà đi lên rừng phải đi ủng vào chứ. Lên rừng này nhiều rắn nhiều vắt ấy, mình phải đi ủng vào. Có ủng lại không đi Quyết đây các bác. Ở đây gọi là cái khu này gọi là khu rừng già luôn đấy các bác ạ. Đấy, đi lên rừng thì các bác thấy rồi. Cỏ rộng rạp. Ở đây thì ngoài vắt ra thì rất là nhiều rắn luôn. Ôi 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 bác gì ôi. Cẩn thận vào. Mà phải tức còn phải. Quyết là lên trên này hai lần rồi ấy nhỉ. Cùng ông ngoại lên trên này hai lần rồi đúng không? Quyết là khéo còn lên suốt đấy chứ. Nhỉ. Mùa măng ấy. Lên đây để tìm măng. Cái đấy là cây thuốc gì à bác dì? Bác dì? Đấy là thuốc chữa về cái gì? Bổ béo à? Ở đây có cây sâm không nhỉ bác nhỉ? Đây.
rừng này. Cái này có như sâm mà. Cái này như sâm luôn á. Đi được nửa đường chưa bác gì ơi? Ôi dồi ôi. Cháu đi được một nửa đường rồi, cháu mới quay video cho các bác xem, nhưng mà bây giờ bác bảo chưa được đi được nửa đường. Cái loại cây này á, cả các cô cũng xem ngoài kia đúng không? Còn về không được thì các cô về hái. Đây chưa chả đi rồi. Cái này là chữa về cái gì hả bác gì? Đây gọi là cây chữa xương xương khớp đây. Thì nó lấy lượn vào. Cây này sao nhân dương. Đấy. Cái này họ có mang đi bán bao giờ không nhỉ? Không, thỉnh thoảng làm thuốc. Lấy gì đun cả cây làm thuốc. Đấy, cây sa nhân dương, dương. Bắt đầu gặp một con quái thú đầu tiên rồi các bác ạ. Đây, con Vát đây. Úi dồi ôi. Em Yến hôm nay kiểu gì chả phải từ thiện cho con Vát tầm khoảng độ mấy lít máu. Xem ai dính trưởng trước nhá. Đây này. Úi dồi ôi. Nhiều thế. Đây nó đang đi săn. Khi mà thấy người đi qua nó bắt đầu đi săn rồi các bác ạ. Săn mồi. Một tí về thì nó bắt cây thì không riêng bác là không chỉ được. Bây giờ nó đi bổ đi không thì chỉ cho các cháu xem. Cái cây này gọi là cây tiếng kiêng thì không biết nói. Còn tiếng nước bảo là tục cạt đắm đây. 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 Ừ. Vâng, cây thuốc mà. Cần ít thôi. Đây này, đun nước uống thì nó đứa đau thuần đấy. Vì đau thuần. À? Ừ. Tức là bị thuần là uống cái này à? Vâng, nó làm à, đi đun như nước chế đấy. Nhờ cái này gọi là cây gì đó. Hả ông? Tiếng Trinh không biết nói. Tiếng Nung bảo là tục cà đắm đấy. Tục cà đắm? Ừ. Nhưng mà cây này là không có mấy đâu nhỉ? Ồ, không có đâu, đây có một tí thôi. Cái này thường xuyên này bác anh em trong làng vẫn về lấy đấy. À, đi đây. Đây nó rơi cả. Ừ, một tí. Vâng. Tí mình có đi đường này không? Có. Bác gì? Có. Cái này là có công dụng làm gì hết bác? Cũng là bị đau khớp này, nó kiểu nó phù da đấy, nó sưng da thì nó cũng sưng khớp này. À. Đấy, bị đầu gối đấy, đấy giống như cái gì đấy. Nhưng mà trong thuốc nó như sưng khớp có cây này không? Có. Cây này ngày trước họ mua tươi nhiều lắm. Đấy, mua tươi nó làm ở cái men cũng được mà. Đấy. Men lá? Ừ. À. Còn men dừa ấy, cũng lấy cây này. À, men lá à, có thành phần cả cây này nữa à ông? Đấy. Bác gì? Thì phải bị đau khớp cái gì sưng da thì nó sưng khớp đấy, đấy bây giờ cũng sưng này. Mình lấy cái này, được thì được á. À. Vâng. Bác về đến chỗ xẻ cây rồi đúng không? Vâng. Thế ngày trước là bác thuê ai về xẻ? Là bác nhờ anh em về. À, nhờ anh em về xẻ gỗ đúng vâng. không? Vâng, bởi bác cũng khắc từ xẻ đó. Thì mình máy, các chú về. Đấy, ngày hôm nay thì cháu cùng với cả bác dì là lên trên rừng để vác cây về để làm cái chuồng để bác ấy có thể là để đồ này đồ kia. Vâng. Sau này bác có tiền mua con trâu hay là con bò gì đấy thì mình sẽ để con trâu con bò dưới gầm nhà đấy. Vâng. Đi lên đi xem cái cây của bác là sẽ như thế nào. Đây là cái khu rừng nguồn nước rất là sạch. Ồ, chỗ này chắc bác phải vác mấy ngày ấy nhỉ? Vâng. Cái này không phải là cưa đổ cây đâu mà là cây này là đổ sẵn mà. Cây tự đổ thôi. Đấy. À, không, cây tự đổ xong mình. Riêng khu này có là lâm bạc của bác nữa. Cũng không sao. Đây, chuối hộp rừng đây. Vâng. Kia có một buồng to lắm kìa, xuống rừng được tầm 6 tấn. Đây là cây
chuối hồ rừng mà cháu hay lấy gửi cho các bác ấy. Tí nữa cháu sẽ lấy về một buồng để ngâm với rượu. À đây là chuối rừng đây đúng không bác gì? Vâng. Đúng rồi, tí chặt cái này về để cháu về cháu chặt phơi khô. Vâng. Chuối hồ rừng thì có hai loại các bác nhé. Một loại thì loại to hơn. Đây là loại to hơn. Còn một loại thì nó bé bằng cái ngón chân cái thôi. Đấy, loại đấy dài, bé bằng ngón chân cái, nhưng mà loại này thì to hơn này. Hiện tại là cháu cũng đang bán hai loại các bác nhé. Hai loại là loại to và loại bé ở trên rừng. Bác chặt một quả để cho các bác xem ở bên trong. Đây có nhiều nữa mà. Thì nó không xử phí. Đấy. À, chuối ở trong có hột chứa về bệnh liên quan đến thận này. Đấy. Ai mà bị bệnh đau nhức xương khớp hay là liên quan đến cái này là dạ dày cũng khỏi các bác nhé. Vâng. Dạ dày là nhiều bác là uống là cũng khỏi rồi. Đấy. Và cái này là đặc biệt là ai mà bị sỏi thận. Ai sỏi thận thì uống cái này ngâm rượu hay là mình sử dụng. Sỏi thận thì có nhiều bài thuốc. Đấy, chuối hồ rừng này hoặc là quả dứa rừng này. Vâng. Và còn nhiều cái bài thuốc nữa. Thôi bây giờ lấy một buồng này về trước thôi. Vâng. Đấy, tại vì tí còn vắt cây ấy. Vâng nhá. Vâng, thì đấy, đi. Hôm nay thì có cô chú kia ra hộ này các bác, ra hộ vắt cây. Hai vợ chồng cô chú này rất là tốt, hôm nào cũng nhà ở rất là cách xa, rất là xa so với cái chỗ nhà ông dì ấy. Nhưng mà em biết chuẩn cái thế này là ra tận đây để hộ cây thì nhỉ. Vâng. Em biết chuẩn chuyến hộ đây nhỉ. Vâng. Thế này là già chưa? Chưa già mấy đâu bác nhỉ? Đây á? Vâng. Cũng già một tí rồi, nó chưa già mấy. Vẫn là lấy được rồi. Cái đời. Có vác được cây nào? Hãy cho vào cái túi đấy để tí mang về. Ê. Tí mang về anh sẽ thái nhỏ phơi khô. Đây ngon lắm ấy. Đâu, quả nào nên ăn bác? Quả này. Quả nào nên ăn? Vẫn nên phân điểm rồi. Được một quả chín rồi. Thằng Quyết ăn rồi. Thưa cô bác anh chị, là hôm nay mục đích của cháu cùng với cả bác dì lên rừng. Thì đây là hai sản phẩm mà hôm nay cháu lên rừng này cháu muốn tìm. Đấy, thì bây giờ trước mắt là cháu sẽ cùng bác dì là vác cái cây này đi về một hai chuyến đã. Sau đó thì cháu với cả bác dì là sẽ sang mảng bên kia để tìm. Ở bên này ấy, thì là có chuối hột này. Có rất là nhiều cô bác ạ. Tí nữa cháu về thì sẽ lấy lên thêm tầm khoảng một cái bao nữa. Tại vì ở dưới này vẫn còn mấy buồng quả rất là to. Thì tí nữa sẽ cho bác sĩ chặt. Còn đây là lá dọc của lam rừng. Đây, cô bác, đây là loại 5 lá của bác nhá. Đây này, 5 lá. Cái này thì hiện tại là cháu cũng đang có cái khô ở nhà. Thì hôm nay là cháu sẽ ra đây để xem nếu mà có nhiều ấy thì chắc là cháu sẽ dành ra 1-2 ngày để ở đây và thu mua. Cháu sẽ ra đây để lên rừng, sau đó thì sẽ lấy về nhiều để cháu khác tự phơi ấy cô bác. Có nhiều cô bác là cũng có nhu cầu dùng cái là giảo của lam này rất là nhiều. Đây là chuẩn loại 5 lá luôn. Ở lúc này cháu lên thì thấy ở dưới này có rất là nhiều, tí nữa thì cháu sẽ quay lên để lấy. Đấy, bây giờ sẽ cùng bác dì là vác cây đi về. Đấy, quyết là không vác được thì thấy ông bảo là cho vác cái chuối kia về nhá, cho con lợn nhá. Bác dì bắt đầu thả cây xuống để lấy về nhà làm cái chuồng. Mặc dù là một mình bác ở thôi nhưng mà nhiều cái là bác ấy không được gọn gàng, nhà cửa cho sạch lắm, nhưng mà cái công việc nặng, cái công việc chính là bác đi làm rất là vất vả này các bác. Hôm nay có hết được không bác dì ơi? Không có đường đi xe máy chở à? Quyết là sẽ vác cái chuối này về cho con lợn đúng không? Nặng lắm, Quyết vác hơi đâu. Bây giờ ở với ông ngoại ấy là như kiểu là còn hơn cả bố mẹ mình rồi.
ở với ông ngoại từ lúc bé luôn. Bố mẹ thì bỏ đi lấy bố thì đi lấy vợ mới, còn mẹ thì đi lấy chồng mới. Nên là bây giờ là mặc dù là có bố có mẹ nhưng mà tình yêu thương của người ông ngoại còn nhiều hơn cả người bố người mẹ. Đi, đi xuống dưới kia bác đi đi. Thôi bác cầm quá mất rồi. Hết chưa? Ở trên kia còn cái túi kìa. Kia còn hai cây nữa bác ạ. Phải không nhỉ? Cây biết là bác cái cây ít biết đây. Biết là bé hơn thì đi trước với em. Phụ nữ sẽ làm hơn dân mở tập với riêng là ăn mê. Em hiền bác cây to đấy nhỉ. Cây nào cũng như nhau ấy. Nặng không? Có chứ. Anh cũng thử một cây đi. Ôi, đi đường nào nhỉ? Ôi, bác đi nhanh, bác đi trước đi. Cháu đi từ từ thôi. Bác đi trước cháu đi. Ghê quá à. Ui. Anh Quyền ơi, cầm dép cho em nha. Trên đất chiến đấu. Nago. Bạn rất đẹp cặp rất nhanh. Ui da, dưới thì đi khó, trên thì phải điều khiển. Chính ra nha, thả xuống ạ. Oh.
Hôm nay thì có 4 người lên rừng các bác ạ. Thì một chuyến này đi ấy, thì chú kia thì vác được 2 cây. Còn em Yển với cả cô kia thì với cả bác dì thì là vác được mỗi người 1 cây thôi. Đi cái quãng đường rất là xa. Hơn 30 cân cơ á. Ây à. Ngày xưa là bác làm nhà là lấy cây ở đâu đi làm bác? Tận trên á. Tận trên á? Vâng. Làm nhà gỗ ấy. Đấy. Thì lúc đấy là có người đến hộ bác vác cây không? Vẫn có như, như hôm nay thôi. À, còn ít người thế này thôi á? Vâng. Ôi dồi. Cần quá. Những người được 1-2 cây. À. Ngày xưa làm nhà vất vả lắm ấy nhỉ? Vâng. Không như bây giờ ô tô chở đến tận nhà đâu nhỉ? Vâng. Thưa các bác anh chị, là vừa rồi thì cháu cùng với cả bác dì, cùng với cả em gái của bác dì là đã đi lên trên rừng để vác được cây về một chuyến rồi. Thì cô chú là có chút việc đi về nên là chúng cháu cũng không có lên nữa. Cô chú là đi về với cô bác. Đấy, ở đây là bác dì sẽ chế cho bác dì phát ở đây. Tối nay sẽ lấy cá về thả. Bác dì ơi, cháu đem mic cho bác tí. Cháu đem mic cho bác tí. Nhưng mà bác đừng ngã vào ao nha. Vâng. Cái này để nó. Thì... cái này. Cái này để mai kia có cá thì thả. Để cho cá. Bác cây ấy, cô bác thì không có lấy được. Ừ. Chắc là tầm khoảng ngày mai hoặc ngày kia thì cháu sẽ xuống đây và rủ bác dì đi lên rừng. À, hai bác cháu là sẽ đi lấy lá dọc của Lam. Bác nhỉ? Vâng. Chắc là ngày mai ngày kia cháu xuống thì bác cùng cháu đi lên trên rừng kia lấy giá lá dọc lá một hôm nhá. Vâng, vâng. Cái chỗ mà lúc nãy bác cháu mình thấy có nhiều nhiều ấy. Ừ. Đấy, để mà có được những cái cân lá dọc của Lam đặt chuẩn hàng ở trong rừng gửi được cho các bác ấy cô bác. Thì phải trải qua rất là nhiều cái công đoạn thì mới có được. Cháu cũng rất là mong tất cả quý ông bà là ủng hộ những cái mặt hàng mà hiện tại là vợ chồng cháu đang bán ở trên kênh. Ê. Để chúng cháu là có thêm kinh phí của bác ạ. Không, cái này thì cứ để cho nó ở trong này cũng được, không sao cả. Tới nay mình thả cá ấy. Nó ăn mà. Cháu cá vẫn ăn đấy. Đấy. Ừ. Kệ nó. Nó càng càng có nhiều càng tốt ấy, cây bèo này. Cái loại này nó không ăn thôi, còn nó chi cũng để dành để cá không ăn. Cái này bác mà lấy cho con lợn cũng ăn mà. Vâng. Cả người vẫn ăn được mà. Người có ăn được không bằng? Được. À, thế là người ăn được là cá, lợn là ăn được tốt đấy chứ nhỉ? Vâng. Ê, ở đây bác gì à, mặc dù là nhà không có con trâu đâu cô bác, nhưng mà vẫn trồng cỏ voi vào theo cái bờ nương này, bờ vâng. Bờ ao này rất là nhiều. Vâng. Không chung thì nó, mượn anh em về, thì nó không có cỏ, nữa, anh em cũng không cho mượn đấy, con trâu ấy. À. Vâng. Thế là mình khác trồng được cỏ thì nó... nếu mà... đi mượn con trâu về thì mình cũng có cái để cho con trâu ăn bác gì nhỉ? Vâng, thì anh em vẫn cho mình. Hôm nay là được đi luyện cơ một buổi cùng với cả bác gì cô bác ạ, cháu ấy. Đi vác được một chuyến cây. Con gái đến hộ bác ấy. Vâng, em gái. Con gái Yển ấy. Ờ, vâng. Thế có cho cháu làm con gái của bác gì không? Có mà. Có à? Ôi, không phải... riêng con của bác thì không bằng của cháu rồi. Đáng nghĩa là cháu con đầu lòng của bác nữa. Thật chứ, không phải cười thật. Anh Quyền là con trai hay là con rể của bác? Hả? Anh Quyền là con trai hay con rể của bác? À, vừa trai vừa rể. Vừa trai vừa rể á? Vâng. Kiểu nó bảo là con rể quá. Thì nó xử nó xấu hổ, nó không chịu giúp mấy nữa. À, cái gì cũng... tức là nếu mà gọi là con rể thì sợ là anh Quyền không giúp nữa đúng không? Vâng. Và làm gì đến xấu hổ. Thế anh Quyền là muốn làm gì, làm con trai của bác gì?
Con rể à? À. Đấy, đây là chỗ mà bác Dĩ hay phơi thuốc đau nhức xương khớp này cô bác. Nên ngày này hôm nay ở dưới này mưa thì bác cũng không có phơi. Tại vì ở trên cháu mấy ngày hôm nay mưa rất là nhiều. Ao thì hiện tại là đã đào xong hết rồi. Tới này khi mà có giống cá ấy, thì là chúng cháu sẽ lấy về đây để thả cho bác Dĩ. Sau này cháu một ao, bác một ao bác nhỉ? Vâng. Nhưng mà mấy cái ao này vừa mới đào xong là bác trồng lúa vào cũng không được tốt mấy nhỉ? Thiếu phân vâng. Thiếu phân đấy. Vâng. Năm đầu tiên đâu. Bác Dĩ ơi, cái này là thả cá rồi à? Thả cá vô thôi. À. Thả nó bừa của nó thớm một tí thì riêng ông thủ nó thích lấy cái gốc lúa này đắp lại nữa mà kia nó cao lên à. Rồi cao như nhau à? Vâng. Ừ. Cái này bác thả nhiều không? Thả nhiều cá không? Ít thôi, cá vô thôi. À, thưa cô bác anh chị là hai ông cháu ấy thì ở đây rộng thênh thang luôn. Đấy, một mình một mỗi một nhà một quả đồi, không có ai xâm chiếm được và cũng không phạm vào của ai được. Rất là thích hợp để chăn nuôi. Ở đây mà làm được một cái nhà nghỉ để mà nghỉ mát thì đúng là thôi rồi luôn đấy cô bác. Mỗi tội là đường đi vào là hơi khó khăn một chút. Cái đoạn đường mà di chuyển từ trên con đường trục chính ở trên kia đi vào đây ấy, là hơi khó khăn một chút. Vâng. Sau này bác Dĩ mà cố gắng làm kinh tế, có nhiều tiền rồi làm một cái nhà nghỉ mát ở đây bác Dĩ nhỉ? Ừ. Sau này bác cho cháu mượn đất của bác xong là cháu sẽ làm múc chỗ này bằng phẳng ra đến chỗ đất nhà bác này hết. Xong là cháu lấy nhà gỗ về dựng, lập lá cọ. Xong là cháu làm khu nghỉ dưỡng, ông bác trông cho cháu. Đấy, một tháng được tầm khoảng độ 5 đến 6 triệu. Thế là mình không phải đi làm việc nặng. Đấy, thế là cũng có tiền rồi đúng không? Ý muốn của cháu có các cháu à. Đấy các bác ạ, ở đây ví dụ như làm cái khu homestay nghỉ dưỡng ở đây thì đúng là các bác ở dưới xuôi lên trên này nghỉ dưỡng thì quá hợp lý rồi. Tại vì là ở đây thì không khí rất là trong lành, ở trên này toàn là rừng già này, và xung quanh ở dưới này ấy, là một cái điểm view cực kỳ là đẹp. Mới tội là đường xá đi lại ở đây nó hơi khó khăn thôi. Nếu mà tới này làm đường to xong ấy, làm cái khu nghỉ dưỡng ở gần nhà bác Dĩ xong là ở đây cho mọi người đến đây để nghỉ dưỡng thì đúng là tuyệt vời rồi. Đấy, ngày hôm nay thì cháu cùng với cả bác Dĩ với các cô các chú ấy là đến đây để hộ vác cây. Vừa rồi thì các cô cũng bảo là chuẩn bị đi về. Thì ở cái kia là cái nhà để bác Dĩ làm cái sau này để đồ các thứ. Tấm lập thì vẫn chưa có tiền để mà mua. Đấy, còn cây thì cũng gần đủ rồi. Bác ấy đang xẻ ở tít trên rừng già, vừa nãy đi vác ở tít trên kia kìa các bác. Đấy, còn thước phim của cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi. Chắc có lẽ là cho cháu xin dừng cái hình ở đây các bác ạ. Để anh em cháu di chuyển đi về. Đấy, bác nhá, cố gắng nhá. Thì hôm nào rảnh cháu sẽ đi mua cá về thả nốt ở đây nhá. Đấy, còn bây giờ thì cháu xin dừng cái hình ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Xin chào các bác. Cháu Yển xin chào các bác. Thưa bác anh chị, đây là lá rào của lam hay còn gọi là cỏ trường sinh, ngũ diệp sâm cô bác. Hiện tại thì vợ chồng cháu lại tiếp tục có cái mặt hàng lá rào của lam. Cái cây này thì hoàn toàn là mọc ở trong rừng tự nhiên cô bác nhá, chứ không phải là trồng hay là như thế nào đâu ạ. Và lá rào của lam thì có 3 loại. Một loại là 3 lá, một loại 5 lá và một loại là 7 lá. Cái loại hiện tại là vợ chồng cháu đang có là loại 5 lá cô bác ạ. Cái lá rào của lam này thì có công dụng như sau. Đặc trị về bệnh tiểu đường, mỡ máu, men gan và đặc biệt là những cô bác mà bị huyết áp cao thì dùng cái lá rào của lam này để đun sắc uống thay nước hàng ngày cực kỳ là tốt. Và cái lá rào của lam này là rất là dễ dùng cô bác ạ. Các bác chỉ cần đun lên uống thôi. Nó có vị hơi đắng một chút. Và khi mà các bác dùng cái lá rào của lam này thì các bác lưu ý giúp cháu là những cô bác mà bị huyết áp thấp là không dùng được. Và các bác uống thay nước lọc hàng ngày, tuy nhiên thì tránh lúc đói và trước khi đi ngủ uống. Các bác uống nhiều thì giúp dễ ngủ nhưng mà
trước khi đi ngủ là không nên uống các bác nhé. Và trên tay cháu đây là tiếp tục có một thêm mặt hàng mới, đó là cây lá mắt gan các bác. Cây mắt gan này thì chuyên dùng cho các cô bác mà bị bệnh lý về gan, ví dụ như nóng gan, men gan cao, mỡ gan, và đặc biệt là các bác bị các bệnh như là viêm gan C, viêm gan B và viêm gan A thì các bác có thể là dùng cái lá mắt gan nhà cháu. Cái lá mắt gan này thì chỉ có trong 3 tháng hè này thôi cô bác ạ. Đấy thì các bác tranh thủ cái này thì không phải kiêng cứ cái gì cả. Khi mà các bác dùng cái lá mắt gan nhà cháu, các bác dùng cho trẻ nhỏ từ 1 tuổi đến 100 tuổi, ai cũng đều dùng được các bác nhá. Trên tay cháu đây là tiếp tục một cái sản phẩm nữa, đó là cái cây thuốc ngứa các bác. Cái cây thuốc ngứa này thì ngày trước là anh A Hải bị và dùng đã khỏi. Hiện tại thì cái cây thuốc ngứa này được rất là nhiều cô bác đang dùng. Thì cái cây thuốc ngứa nhà cháu là dùng được cho rất là nhiều kiểu ngứa khác nhau các bác nhá. Ví dụ như các bác mà bị ngứa do các bệnh lý về gan hoặc là do cơ địa của từng người thì các bác dùng cái cây thuốc ngứa này cho nhà cháu. Thì cháu đảm bảo với cô bác, ai mà hợp thuốc thì dùng 1 tháng khỏi, ai mà cơ địa mà không có hợp thuốc thì dùng 2 đến 3 tháng là các bác sẽ khỏi, giống như bây giờ hiện tại anh A Hải cô bác. Các bác mua hàng liên hệ với vợ chồng cháu qua số điện thoại là 0369 944 064. Số điện thoại cháu có ghim ở trên màn hình ạ. Cháu cảm ơn cô bác. We'll be right back.